9 tháng năm 2024, hoạt động khai thác thủy sản của tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Nhiều tàu cá không đảm bảo thủ tục khai thác nên phải nằm bờ. Vì thế, sản lượng khai thác đạt gần 105.000 tấn, đạt 75% kế hoạch, giảm gần 5% so với cùng kỳ. Xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa có trên 100 phương tiện khai thác xa bờ. Thời gian gần đây, ngư trường Vịnh Bắc Bộ ngày càng cạn kiệt, nên nhiều tàu cá đã chuyển sang khai thác tại ngư trường phía Nam thời tiết mưa bão kéo dài nên đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Mặc dù vậy, hoạt động khai thác xa bờ vẫn được các ngư dân đẩy mạnh. Nhiều ngư dân đã đầu tư ngư lưới cụ, áp dụng các tiến bộ trong khai thác. Nhờ đó mà sản lượng khai thác hải sản của xã trong 9 tháng năm 2024 đạt trên 12.000 tấn, đạt trên 92% kế hoạch năm 2024. Tôi là tàu khai thác xa bờ, cho nên mỗi chuyến đi thì rơi vào 12-13 hôm một chuyến đi về thì nó được từ ba đến bốn tấn mà đảm bảo cái thu nhập cho 11 đến 12 lao động trên tàu cái khai thác và đánh bắt xa bờ của Hoàng Trường thì có thể nói đây là một trong những cái nghề truyền thống trong những năm nay trong những cái năm gần đây thì cái việc mà khai thác đánh bắt xa bờ thì nó đem lại một cái hiệu quả kinh tế rất là lớn. Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 6.000 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có hơn 1.080 phương tiện có chiều dài trên 15 mét khai thác xa bờ. Từ đầu năm đến nay, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động khai thác trên biển. Đặc biệt là các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác kiểm soát tàu cá nhằm đảm bảo chống khai thác bất hợp pháp, không theo quy định EUU. Vì vậy, số tàu cá không đủ thủ tục khai thác tăng khoảng 10%, với hơn 470 tàu khai thác ở vùng lộng và vùng khơi phải nằm bờ để hoàn thiện các thủ tục khai thác. Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2024, sản lượng khai thác thủy sản trên biển của Thanh Hóa đạt gần 105.000 tấn, giảm gần 5% so với cùng kỳ. Sở nông nghiệp phát triển thôn chỉ đạo tri cục cùng với phối hợp với các địa phương để thực hiện giả soát đánh giá lại đội tàu của tỉnh đảm bảo cho tất cả các tàu cá có đầy đủ các thủ tục vươn khơi bám biển. Cùng với đó thì chúng ta tiếp tục là khuyến khích ngư dân trong cái việc tìm kiếm các cái ngư trường mới, đặc biệt là ngư trường ở khu vực phía nam để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Để đạt kế hoạch khai thác thủy sản năm 2024, các ngành có liên quan của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển đang tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các khuyến nghị của ec về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo tiếp tục củng cố phát triển các tổ đoàn kết trên biển khuyến khích các chủ tàu cá khai thác vùng khơi ứng dụng các tiến bộ khoa học để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm khai thác hải sản góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả khai thác